Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch Viễn Cảnh Chùa Ken Vlog. Hôm nay mình đến với xã Lê Minh Xuân của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đến tham quan cung viếng chùa Pháp Tạng. Chùa Pháp Tạng thì là một ngôi đại tự giữa vùng ven của đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến tham quan cung viếng, xin ghi hình để chia sẻ cùng mọi người một ngôi chùa rất nổi tiếng, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của người dân Sài Gòn, chùa Pháp Tạng mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch Viễn Cảnh Chùa Ken Ken Vlog. Như vậy là mình đã có mặt ở chùa Pháp Tạng. Chùa Pháp Tạng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh. Chùa Pháp Tạng có địa chỉ là C3-8 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa Pháp Tạng do Đại Đức Thích Trí Huệ là trụ trì. Hôm nay có đủ duyên thì đến tham quan cúng viếng, mình xin cầm máy để ghi hình chia sẻ cùng mọi người chùa Pháp Tạng của Bình Chánh mọi người ha. Vị trí của chùa Pháp Tạng là mặt tiền đường của cung đường Lê Đình Chi, cho nên việc di chuyển đến với chùa tham quan cúng viếng tại ngôi chùa thì rất thuận tiện và dễ dàng mọi người nha. Vị trí mình đang ghi hình là khu vực cổng tham quan của chùa Pháp Tạng. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông là một trong những câu triết lý liên quan tới Phật giáo mọi người ha. Hôm nay đến tham quan cúng viếng trời, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người về chùa Pháp Tạng. Rất mong mọi người thương cùng đồng hành với kênh Ken Vlog video clip ghi hình chùa Pháp Tạng mọi người nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khuôn viên của chùa Pháp Tạng để tham quan cúng viếng. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Hôm nay được trải lòng với chùa Pháp Tạng, một trong những cái địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng của người dân địa phương, người dân Sài Gòn mọi người. Vị trí mình đang ghi hình là khu vực chánh điện của chùa Pháp Tạng. Thì chánh điện có mặt tiền đường hướng ra đường Lê Đình Chi. Hiện tại thì mình quan sát thấy thì các sư thầy cũng đang tất bật dọn dẹp và xây dựng thêm mới rất là nhiều hạng mục công trình bên trong. Khi mình vừa di chuyển vào bên trong thì mình thấy rất là nhiều tôn tượng, hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tôn tượng được tạc từ đá hoa cương, trông nhìn đẹp và trang nghiêm mọi người ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giữa khuôn viên của chùa thì mình thấy cũng có một cái gốc sala cũng trông rất là lớn ha. Và hiện tại thì cũng đang cho bông và cho trái. Và phía sau là hình ảnh của các ứng nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát ha. Những tôn tượng được tạc từ đá hoa cương, trông nhìn đẹp và trang nghiêm. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Ngay chính cửa của khu vực tòa nhà chánh điện là hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật Di Lặc và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình xin phép di chuyển lại chánh điện ha, để ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đức Phật Di Lặc, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay được trải lòng với chùa Pháp Tạng, một ngôi chùa rất là nổi tiếng, địa điểm du lịch tâm linh của người dân Sài Gòn cũng như là những khu vực miền Tây là lân cận á. Hôm nay mình ghi hình thì rất mong mọi người thương cùng ủng hộ xem video clip và chia sẻ cảnh Phật Pháp của chùa Pháp Tạng với tất cả mọi người ha. Những người thân yêu của mình mọi người, xin cảm ơn mọi người ha. Tôn tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trông đẹp và trang nghiêm mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển lại nơi có tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát. Tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát thì mình thấy có 3 tôn tượng. Ngay chính giữa là tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát cao trong tư thế đứng trên đài sen. Tôn tượng được tạc từ bê tông cốt thép. Tôn tượng cao khoảng 3m và hai tôn tượng hai bên thì thấp hơn một chút ha, khoảng 2m, 2m rưỡi mọi người. Khung cảnh Phật Pháp của chùa Pháp Tạng trong rất tĩnh lặng và rất là đẹp mọi người ha.
vực tòa nhà chánh điện thì những mái đao là hình phượng hình rồng, những mái ngói âm dương trông nhìn đẹp và trang nghiêm ha. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người cùng theo màn ảnh của Kenken Vlog di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện của chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì lối dẫn vào mình thấy có hình ảnh của Đức Phật Di Lặc ha, mừng Xuân Di Lặc, tôn tượng của ngài đẹp và trang nghiêm mọi người. Mình di chuyển sâu vào bên trong khu vực chánh điện luôn mọi người nha. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình đến được với chùa thì cũng rất là vui vẻ mọi người. Hôm nay thì mình đến tham quan cúng viếng rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đồng hành với Kenken Vlog ha. Vị trí này là tôn tượng của Đức Phật, Đức Bồ Tát Chuẩn Đề ha. Tôn tượng của Đức Bồ Tát Chuẩn Đề. Đẹp, trang nghiêm. Mình thấy trên vách tường thì có ghi những cái thông tin liên hệ với sư trụ trì của chùa Thầy Thích Chí Huệ á. Thì mình xin ghi hình để chia sẻ cùng mọi người. Ở đây thì mình như mình tìm hiểu được biết thì thầy có hốt thuốc nam chữa bệnh cho người nghèo nè, rồi có xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Thì thầy là một trong những sư trụ trì quan tâm đến người dân nghèo, Phật tử nghèo, cũng rất là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực miền Nam Việt Nam mình nói chung ha. Mình đang di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện mọi người. Thì đây là vị trí khu vực tòa nhà chánh điện của chùa Pháp Tạng. Thì hôm nay không chỉ riêng gia đình mình mà rất đông du khách và Phật tử khắp gần xa đến tham quan cúng viếng tại chùa Pháp Tạng ha. Như mình đứng góc này quan sát thấy thì ngay chính điện là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bên phải Quan Thế Âm Bồ Tát và bên trái là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ha mọi người. Khu vực chánh điện đẹp, trang nghiêm và rất là thanh tịnh luôn ha. Tôn tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát bên trái chánh điện là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và bên phải là hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát ha. Chánh điện vô cùng đẹp và trang nghiêm. Phía sau tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là bức phù điêu đẹp trang nghiêm lắm mọi người. Mình thấy sư trụ trì đang có buổi đọc kinh thuyết pháp thì cũng đông đảo du khách và Phật tử đến nghe kinh và thuyết pháp mọi người ha. Đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Hình ảnh của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát trông đẹp, trang nghiêm, tôn tượng rất sống động mọi người ha. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị trí tay phải của khu vực chánh điện là hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát mọi người, tôn tượng đẹp trang nghiêm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hình ảnh của sư trụ trì rất đáng kính và rất phúc hậu mọi người ha.
góc này thì mình thấy có hình ảnh của Đức Quan tự tại Bồ Tát mọi người. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị trí mình đang ghi hình để chia sẻ cùng mọi người gọi là điện Đa Bảo của chùa Pháp Tạng. Thì đây vị trí này là khu vực tầng 1 của tòa nhà chánh điện. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên khu vực điện Đa Bảo để cúng viếng, ghi hình chia sẻ cùng mọi người hình ảnh điện Đa Bảo lầu 1 của tòa nhà chánh điện mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật. Wow, rất là đẹp, rất là nhiều tôn tượng bên trong mọi người ha. Hình ảnh của các vị thần Kim Cang, các vị hộ pháp, các vị tỳ kheo, các đức Bồ Tát rất là nhiều. Thánh tăng Sivali rất nhiều tôn tượng mọi người. Đẹp lắm, trang nghiêm lắm mọi người ơi. Hôm nay được trải lòng với chùa Pháp Tạng của Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trong tâm thế vô cùng an nhiên và thanh tịnh. Không gian Phật pháp của chùa rất đẹp, rất tôn nghiêm ha. Mình thấy ở góc này là hình ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát và hình ảnh của các vị tứ đại thiên vương ha. Đẹp quá ha mọi người. Vị trí này là ngay chánh cửa chánh điện của Đa Bảo Phật Đường, thì là hình ảnh bên tay trái có ba vị, thì bên tay trái là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, chính giữa là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bên phải là hình ảnh của Đức Phật Dược Sư, phía bên dưới thì mình thấy có hình ảnh của Đức Phật Di Lặc luôn hả mọi người, và phía sát vách tường thì là hình ảnh của Tam Thế Phật, Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người ha. Vị trí là này là hình ảnh của Đức Phật Dược Sư và hai vị Bồ Tát các mọi người. Và cạnh đây là hình ảnh của các vị Bồ Tát. Bên trong thì mình thấy có Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, rất nhiều các vị Bồ Tát bên trong ha. Đức Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát và Đức Bồ Tát Chuẩn Đề luôn mọi người, rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Điện Đa Bảo Phật Đường thì trong rất là nhiều tôn tượng, và những tôn tượng thì có kích thước cũng khá nhỏ, lớn nhất là khoảng 1 mét và nhỏ nhất là khoảng vài mươi cm ha mọi người. Tuy nhiên khi đứng ở vị trí này, mặc dù mình không di chuyển vào bên trong được, mình đứng phía ngoài ghi hình chia sẻ cùng mọi người cũng như là cùng viếng, mình nhìn vào bên trong Phật Đường thì đẹp trang nghiêm. Nơi tập hợp rất là nhiều tôn tượng của các vị chư Phật, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, cũng như là các vị tỳ kheo của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Ở vị trí này thì mình thấy có điện Quan Âm Bồ Tát ha mọi người. Tôn tượng của Ngài cũng cao khoảng 1 mét, tuy nhiên nhìn đẹp và trang nghiêm ha. Cho nên mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Phía trước khu vực chánh điện của lầu 1 thì mình thấy có nhiều hình ảnh của các vị Bồ Tát. Ví dụ ở vị trí này là hình ảnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mọi người ha. Trời tới hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được điêu khắc trên vách tường ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và vị trí nữa là hình ảnh của Phổ Hiền Bồ Tát mọi người. Những tôn tượng được khắc trên vách tường ha. Sau khi mình tham quan cúng viếng khu vực chánh điện và khu vực đa bảo Phật đường thì mình sẽ đi thẳng ra phía sau mọi người. Bởi mình tìm hiểu được biết thì phía sau thì là không gian rất là nhiều cây xanh và có gọi là vườn thiền mọi người. Thì bây giờ di chuyển vào bên trong để tham quan khu vườn xinh đẹp này của chùa ha. Rất là nhiều cây xanh luôn á. Bên trong thì có trồng rất là nhiều hoa đẹp như thế này mọi người. Cảnh sắc rất là sinh thái luôn ha. Đẹp lắm mọi người ơi. Wow, có nhiều hoa quá ha. Sinh thái đẹp trong lành tạo nên một những cái phút giây thanh tịnh, trong lành mát mẻ cho tất cả mọi người khi đến với vãng cảnh chùa Pháp Tạng của Bình Chánh mọi người ha. Ở góc này có cây cầu thì mình di chuyển qua bên cây cầu bên đây ha. Ở đây mình thấy cũng có nhiều Phật tử đang ngao du khu vực vườn thiền này để tìm cảnh những cảnh đẹp chụp ảnh ha, rồi tình tâm ở khu vực vườn này ha. Đẹp quá ha mọi người. Như mình quan sát thì không chỉ đơn thuần là những cái ngoại cảnh để cho mọi người, những cái tiểu cảnh để mọi người chụp ảnh, thì cũng có trồng những cây ăn quả, thực phẩm ha. Ví dụ như đây là những cây cà nè, trái cà. Rồi có những cái vườn thuốc đó mọi người, thuốc Tây, thuốc Bắc ha. Bởi mình được biết là bên chùa thì có hốt thuốc Bắc cho du khách, cho Phật tử còn nếu có nhu cầu ha. Những cung đường đi ra như thế này trong lành mát mẻ lắm mọi người ơi. Nếu không nói rằng đây là một cái khu vực gọi là du lịch sinh thái với vườn ao, rồi những tiểu cảnh đẹp để mọi người tìm đến không gian sinh thái này ha. Đẹp và dễ thương ha mọi người. Dàn trái hữu qua nhìn dễ thương và sinh thái ha. Ở đây thì phục dựng những cái căn nhà thôn quê như thế này, những căn nhà vách dừa nước ha, rồi lá dừa nước nè, trông nhìn dễ thương, tạo nên một vài cái tiểu cảnh cho du khách Phật tử đến tịnh tâm. Cũng thực sự rất thú vị ha. Bên trong là chiếc bình nước mọi người. Cảnh vật rất là thôn quê ha. Làm cho mình gợi nhớ với những hình ảnh quê nhà, những hình ảnh về miền Tây ha. Có những cái chiếc chòi thì cả gia đình đến ngồi nghỉ ngơi ăn uống thì cũng thực sự rất là thú vị ha. Như vậy video ghi hình chia sẻ cùng mọi người cảnh chùa Pháp Tạng, không gian Phật Ta Pháp, chánh điện và khu vực vườn thiền phía bên sau có nhiều hoa cảnh rất đẹp. Kênh vlog thực hiện để chia sẻ cùng mọi người. Đến đây xin tạm dừng. Muốn chúc cả nhà gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm có chuyến vãng cảnh chùa đến với chùa Pháp Tạng của quyền Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày gần nhất mọi người nha.